Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái loại nước rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt đối với chúng ta khi mà chúng ta bị ho, viêm họng và chúng ta muốn nhanh khỏi thì các bạn làm cái loại nước này, đó là lê ngâm mật ong. Để làm cái lê ngâm mật ong này thì cực kỳ đơn giản. Các bạn chuẩn bị cho mình một quả lê và mật ong. Thêm một chút gừng nữa để cho nó thơm và nó tăng tác dụng của lê ngâm mật ong lên. Gừng này chúng ta thái mỏng, sợi, lê cũng vậy, nhưng mà lê thì thái to hơn. Mà gọt hết vỏ đi, bỏ hết cái phần vỏ bên ngoài đi, rồi chúng ta bỏ cả phần hạt, phần cứng ở trong bên trong. Chỉ lấy cái phần thịt lê mềm như này thôi. Các bạn thái nhỏ ra, rồi sau đó chúng ta mang đi ngâm với mật ong. Ngâm và ủ khoảng ngâm cất trong tủ lạnh khoảng 3 đến 4 ngày là chúng ta có thể dùng được rồi. Và dùng thì các bạn có thể pha nước ấm vào với lê, hoặc là các bạn có thể chưng cách thủy một lúc để cho lê của chúng ta nó ấm ấm rồi chúng ta ngậm vào miệng ấy. Mỗi lần thì lấy khoảng 1 đến 2 thìa thì chúng ta pha với nước ấm hoặc là chưng lên. Ngày cứ uống 2 lần thì nó rất là tốt cho sức khỏe nhé. Mà đặc biệt là khi mà chúng ta bị ho ấy, khản tiếng ấy, thì chúng ta nên làm cái nê ngâm mật ong và gừng này. Mình dùng một quả lê này, một vài lát gừng này và mật ong mình đổ cho nó ngập là được nhé. Lê thì là nó có tính mát, chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Thế nên khi mà chúng ta làm như này thì chúng ta vừa có một cái loại nước để trị tiêu đờm hiệu quả, trị ho mà lại còn cung cấp rất là nhiều dưỡng chất cho cơ thể ấy. Đấy ạ, khi mà ngâm như này xong, ngập như này rồi, chúng ta đậy nắp kín lại rồi cất vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 3 đến 4 ngày là chuyện để cho nó ngấm vào nhau rồi chúng ta có thể dùng được. Và cứ muốn dùng lâu dài thì cứ để trong ngăn mát tủ lạnh, khi nào bị ho bị đờm thì chúng ta bỏ ra để chúng ta dùng thôi. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.